mà lễ nghi bất tục, nhưng tâm thành có hữu. Đức phụng có bốn phụ tiền bát đầu, con xin vẹn đủ không sai. Bốn nguyện con xin giúp vừa tiền đài, cho con tu nhân tích đức, con xin được bốn bồi nghĩa nhân. Năm con nguyện cho muôn dân an lạc, nước thịnh cường khát đại hưng long. Sáu nguyện đi từ cầu trùng hoa trung, điện hoa tráng lệ, toàn thánh cung nhiệm bầu. Bảy con nguyện cầu cho an bình thân phá cường, tâm tính được chúng sống. Tám nguyện đi từ cầu trở phá chung, lộc tài vương tiền, con tài hữu tiêu. Chín con nguyện cầu cho tiên tổ được siêu sinh, để thoát bị trầm luân. Mười nguyện con xin sám hối nghiệp dày, để lỗi lầm ngày xa con tội dày thành phương. Cõi mẹ đang ở thật gần, đi đường tu không biết được bao lần xa xôi. Mọi lỗi lầm con xin máu thời hy xa, để chúng con thoát bị trầm luân, để màu em hoàng pháp đào hồng. Máu đêm hoàng pháp đạo hồng, bà độ cho nhân loại được thoát vòng điều linh, cho muôn dân hòa bình an lạc, có tấm này cũng nhà muôn niên đạo xa, còn nhiều kinh xuất tiền tên người ăn. Đạo xa con xin hiếu kính thượng tiên,
bị cái thì ngộ nhập đạo tiến được định vân hằng. Ước lời dành trí bằng tích thiền, lúa sáng gió chẳng hiền thành nhất nên tướng hạt. Phẩm bậc phụ nhân sinh ra có vương, đã có thân bê sầu. Mà hữu có tất hiền Phật truyền công, cậu ý tụng niệm phải cẩn thông. Phật thiên đã ở cõi không, còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê. Nên hương đắp thấu về tăng rời, hòa tấm này với người đức tín đạo tiên, con kính cần giữ gì. Đạo tiên con xin kính cần giữ gìn, lưu truyền hộ thế đi muôn ngàn năm phúc. Đời người sống kiếp vô thường, để sống nay mai khác thì đâu ai lường được. Sáng ai đến điểm tài hay danh lợi giàu sang, đi trở về cạn bụi thì nào có mang đi được gì. Sống phải sân si bòn chén gánh ghét để làm chi thời người, cho nên sống ở trên đời đừng có đến cái mà buồn phá đời thì cứ vì sao mà sống phải sân si để bón cánh ghét và làm chi tới người. Sống ở trên đời thì đừng có đến cái nghiệp mà buồn ra đời thì phí. Ai có tâm thì hay sống mà cho đi, để kiếm thương còn mãi càng nghĩ muôn đời. Vậy cho nên sống phải làm sao, tu nhân
tích đức, còn đi người sao tỏ cường. Đứng có nên sao xa bật nương, hay âm mưu thủ đoàn sẽ thành là phường bất nhân. Đứng có kéo về hay kết canh chia phần, mà đã đến nghiệp dường thì để cho muốn vần về sau. Rồi cuối cùng thì ai cũng phải như nhau, bốn dài hai rộng chỉ ba tầng đạo. Nổi danh muốn thỏa đấm hồng quân, nữ tài hộ quốc cứu lê dân. Đuổi tan hán tặc an bờ coi, dùng nữ vua bà mệnh đi quân. Thanh nữ phụ tòng ngôi đại hương, danh hiền bát nam sáng thiên xuân. Hồn khí Việt muốn đời sang vỡ, từ ngàn xưa tiên cổ truyền đi, quân thiên hôn đúc diệu kỳ.
thảm thiết thế mương hàn cương tu định nó bao cường bất nhân bao được mắt muôn ní dân đổ than là bị mồ hôi trăm mi họ lầm than thù căm bê lũ nó tham tàn đình núi lòng cắm dần mà thét vang tận trời cao xanh thổ lòng người tân khổ mà phải hiện thần đi cứu cho kịp ngay tiền nạn tổ chức của mình nguyện xin sát hạ để cứu xây dựng kho nhang phật hương trời cung quảng vẻ thông minh chỉ giác hùng anh dần loài hám tận vui tay thu nhà nọ nước sao đành để yên đâu luống chiều khó hèn cơ cực chỉ anh hùng sao dựng hồn vui bọt giặc tô nó tối ác đầy trời đoạt hoa em liêu hai người liêu nhân dương ứng riêng lành dòng phượng xanh đôi những ai ngờ con tạo trên người để phượng long ly biệt đôi đơn phụ phàng vây thành đứng vụng giật quanh bà
pháp minh với gò bánh bàn nàn tìm nữ ai hay thần tiên phang thì độ không buồn đâu. Mừng ngoan nhá. Vân các thôn quê đất phủ dày an thay nghĩ thôn quê nghĩ hương tiên bản nghĩ chiều linh mõ cải trần ngựa người cao cửu tiên chính vị ra người thỉnh bày thanh mẫu địa thiên vong sư chính ngựa nghĩ trong đền dòng sớm ta ngồi thanh mẫu để tam minh cung thịnh mời thanh mẫu để tam ngọc hồ thần thơ đi xe hoàn nắng sang trần dưới hương định hương giữ vệ hướng dài thoát chi kiến hương quang minh đại biện pháp rơi cũng dài thập vấn vô lượng phật tài nhiên tôn thảo định sư tiền điện biến hoa động sư phật tín cung hạ tiên cung sơn la hán lạp thư nhân văn cung nam mô hương cung rằng bồ tát ma ha tát đạp mô nhạc cung rằng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung rằng bồ tát ma ha tát dòng nhạc hai quang thập cờ hiệu quang minh chính đàn duyên ca tích tăng cung sa kỳ cung hoàng thân phật thánh tiến tiên trường vương có lệnh truyền ra thánh công sáng lương tiến tay vua ngọc hoàng chính lương tiến tay thành vân đạo phố một thôi ầm ầm chính lương ngay vàng cùng chúng chính lương ngay vàng dòng vàng phả chiếu xuống người trần gian bắt đầu năm tao chiến kế bắt đầu năm tao sổ sinh sổ tử quyền hành trong tay đồ Việt Nam nơi nơi kính phục độ muôn loài bách bệnh tiêu tan có lệnh truyền ra thánh tông bên ngài có lệnh truyền ra quân quan thủy hộ tiêu là sư sinh vô biên nắm đập tan thành náo động nam thành hồ binh náo động nam thành đánh đông xe bắc tung hành bọt đơn bên đông cửa biến hiệu đại
cửa tiếu cửa đài bên đông cửa tiếu cửa đài cửa khen cửa xuân ra ngoài bạch long quần thầy bắc việt nam phương. Quân kéo đi đường đường chính chính quân đôi nào nghiêm chỉnh trước phong quân thuyền thủy bộ đua nhau. Chén bộ đua nhau nghe dưới thuyền, chén bộ đua nhau. Con lắc nghi lờ, đôi lắc đầu, lắc đầu càng xuống in nghe. Vang tiếng thét nề nề bài sai lối vàng nề nổi nề nề nổi cơn giông cây cối nề nề đổ xô mưa tuôn gió giật sấm ù muôn loài tà quỷ nề nề lo biết quốc sử ký Việt Nam trần đi tìm lịch 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 đi em thì chỉ bình yên thường tất bạc điểm xanh sơn hà dục tu nhanh trung linh anh mình cao kỳ. Ngoại mang riêng ý cùng nghi phục nề chúng nề nghi chung hoa đồng bỏ đức ý nghi nghi tôn thân bình quân hạ chí minh thần nhất đường ngư thủy ý nghi long vân ý nghĩ tao phục hồ phong đi hoàn đi vũ nghe gươm bên nghe gươm tốt trần thế chỉ ý nghe nghe tân tài nghe nghe An Việt An Phong nghi thuận thời An Việt An đi phong
đình. Xoay quan đi các hương dựng nền, dựng nền vua tôi. Lưu Thủy cung đình nhá. Đưa ông ta về bản đền chứng minh công đức nhá. Xin qua đơn công tình ngày có lệnh truyền sang quân quan thủy hộ đều là sư dinh ngô binh nắm đậm nắm thành đánh đông dè bắc tung hoành mọi đơn biên đông cửa đứng cửa đài sông nhạc hai quang thập cờ hiệu đơn công chiếu hoa ban gã tích tăng cũng sang ý vùng hoa thân cận thanh xuống tiền dùng vừa chân diệu hiển thanh chưa biến danh danh phi cho đệ tử chàng sinh có lá dưới hồng người
dân gian con có lá thơ hồng đề thương cộng đồng Phật thành dưỡng binh hội đồng tam phủ viên quân. Đệ tử binh an lệnh chiến, đệ tử binh an lệnh chiến sư tướng độ trì mười phương độ cho đệ tử binh an. Nhân nhân khai cục vân phật tổng viên phong đính môn khai chiêu sứ giáo hóa tổng mạng thông. Ngày nay sửa lễ đảo cầu nhá, để cho ra chung nhỉ, đúng kiểu nhỉ, nó sẽ được hàng đình tứ mùa nhỉ? Ngày nay sẽ được bình yên nhá, gia đình nó sẽ được nhỉ, tin vui về nhà nhỉ, chuông reo chống kèn vang nhá, bản đền được mở nhá, để ngày nay nhỉ, để đón tiệc ngài nhá. Kéo đi đường đường chính chính nghĩ cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau dưới
xem bộ đua nhau vẫn lần lỡ đôi lần đầu càng đi đời dần thì mở mang nam hải khi đức đẹp tàng người dòng xoay nghĩ tòa tìm giám mã chi kỳ bao khen đi giám mã chi kỳ đã vô hóa gấp nghi và đi bạc dần. Nào đâu nghi mắt phải đi chữ oan nghi nghi ở đời you
Dìn ra đức ông binh ngày có lệnh dìn ra quân quan tỷ bộ kiêm là sư dinh hồ binh náo động nát thành. Náo động Nam Thanh hồ binh náo động Nam Thành đánh trong xe bắc tung hành mọi nơi bên đông của tiến cửa đài. Cửa tiếng cửa đài bên đông cửa tiếng cửa đài cửa then cửa xuân phao ngoài bạch long quần người Bắc Việt Nam sung bắn sớm vươn lên ngài về thủ tôi xưa điên dạy dành thế khó đệ tàn sinh. Đủ 100 tờ giấy lạng từ 100 tờ kinh vàng dấu mặt giá huynh lại lành chấn tà sát quỷ bệnh âm. Văn sớm dâng lên ngược lại văn sớm dâng lên trần diệu hiển thanh xét biên danh vành phi cho đệ tràng sinh. Cửa nhà phu phi mọi đường hành thông giữ rằng cánh sáng lưu vân. Nhân nhân hai chi kính linh như ngật xuyên phá hằng hồ thế giới trong nước nguyện siêu niêm siêu thanh tịnh nam mô khai bảo kinh bồ tát ma ha tát. Sau nhang khai quang thập tờ nhiều quang binh chiếu đèn chung ná thích tăng cúng ra kín phục hoàng thân cận thanh đế tiền trung đường ca lắng thật ra ân tử khi lâm lẫn chúc sinh cô ngã kim đình lệ. Sau nhang thập tờ nhiều quang binh tả chữ đàn riêng để đón tiệc nhỉ, vua cha bác hải đức bình nhỉ, thế mà tưởng niệm 7230 năm nhỉ, anh hùng dân tộc nhỉ, trần đại vương nhỉ, hóa nhật về lên thiên đình nhá, thế mà tưởng niệm 581 năm nhỉ, anh hùng dân tộc nguyễn trãi nhá, ngày nay nhỉ, đó, nhật giai kỳ nhỉ, sinh thời nhỉ, bát nản đại tướng đông dung nhỉ, đón tiệc đức vua cha bác hải đức bình nhá, thế mà đón tiệc quan ấn đệ nhất, đón tiệc quan ấn điều thất nhỉ. Thế mà được ông ta ngày nay nay lần đang ngự chức án đàn tiền nhá. Đến chấp kỳ nếu bật thủ nhang sớm đêm trở mộ khai hoa lòng đức bắt nước cơi trầu cũng sự tiên tãnh nhỉ. Cũng sự cửa đức ông ta nhá. Thế mà để bóc trứng soi lòng xem qua bói thích của trần gian đông con nhang bắt đàn cửa điện nhỉ. Thế mà ngày nay sửa lễ khai hội nhá. Để chứng minh công đức cho ra trung tiền chủ nhỉ. Bốn đầu nam tử nhỏ Nguyễn ngày nay tuổi xem 2018 nhỉ. Ngày nay dựa bóng đức ông nhá. Ra trung nó sẽ được nhỉ. Khang ninh tứ mùa nhỉ. Từ nay sẽ được bình an nhá. Cha sinh mẹ đẻ nữa nhỉ, lấy được tờ hồng 100 năm nhá, mà đầu bền nhỉ. Thế mà cung văn lại có độc tài nhỉ, người khôn chẳng có
mà sớm chiều nha. Nhưng mà lại có nhỉ, cái anh nhỏ nhỏ nha, mà lại có lộc tài nhỉ, mà tứ phương nhá. Ha. Sử ký Việt Nam thân thì em biết lịch để phương kê thế chỉ em tình ra hồi cùng thơm ngát một nhà ông Huệ Lan đi, thơm ngát một nhà hiền vì cánh ngọc đi mặn mà làng xanh ra nhị vị đại hoàng con tống cô đôi thì vị đại hoàng cô thông minh chính thức đảm đang là việc trong ngoài cửa xuất tờ mờ trong sang đến ngoài cửa xuất tờ mờ trên ngoài cô bé có bốn lá cờ vừa bóng bắc yến hoa giờ quân hiệu lệnh đi gươm tốt dần tê chỉ đến cần đài mọc ở hướng đông nghe ngôi điện thờ mọc ở hướng đông thì mời cậu bé nghe cửa đông nắng sáng trời làm hiến đế tích truyền phong sinh ra công chúa bàn đôi vòng lê văn văn trùng con dương văn lê mãi chùa trên tư nguyên quang xa vào sớm tối đền mộng dùng lòng lòng ngồi cao đông cuồng tuần quán xa vào thì tiên hạ dược ca nam thanh nữ tu trẻ ta nhớ ơn đi gần xa phải đào cầu
lên bãi đảo cầu phép mi bà tiên chùa sáng trần độ dân xin tiên hoàng xin nghỉ vui xuống ngựa tam cộng đồng từ phủ vạn tinh đào cầu linh hiện đất thông trần mình phàm có biệt chúa bà mang sinh quyền ai tương phủ công đồng thiên lý kia thủy nhạc đi mỗi cung mỗi tòa có thêm bà mai hoa thanh chúa sống đôi bà đồng nghĩ phủ sơ sinh cùng nhau làm chúa sơn đình cùng nhau làm chúa hơn tình đã vào một nhà tình nghi tình một lòng phép thần thông chúa vi nam vi nữ có tài kiếm chi và cái tứ hoàn sinh bệnh làm cho khi ốm khi bệnh lên đi dừng xuống bể khi lại trèo cây lộc bà trần gian có biết lộc vô vàng lộc nghỉ ở trên cây ngược ngàn gió quất rung tê trần gian có biết chúa tiên sang phàm
hiện bóng khách thì chẳng duyên mà thời nọ giữa bắt đồng bản đồ ăn gõ cho vang vang tiếng đồn nam bắc gần xa ai ai cũng phải đến cửa ta kêu vang toàn kẻ xin người vai bệnh bà làm cho ai để cho kinh bệnh làm cho phật tử nhất sinh ai cầu bà trị bệnh giúp cho lại lành như xưa của anh về nhà mới biết linh thề hay dám nói riêng hài sao mà để kia lãnh chùa về lưng đeo hoán bạc lưng rồ hồ đeo xa địch có đôi tay hoàn vàng ngự đồng trần gian phán truyền nhân cơ bà phán rằng toàn diệt xa xưa thông chi dưới bể trên trời chúng cho quên đi lại nhớ nhớ rồi lại quên bốn phương hội họp đi đăng hàng ngày bán cho tiền tốt lụa dề bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoài năm xưa nay cầu nghi nhang khói phùng thờ ba mươi bụng mà mười đến hôm rằm tiêu tiêu nhang nhang hạt cúc cao vang dìn
các nhật được thời lai sáng về đêm trời dâng lên tam bảo để mười phương độ trì. Bài hai lỗ chiêu lục nặng nặng ánh bóng vòng nghĩ xuân trang tinh chùa hè mang sốt nghi mang hàng mang thế mang nước làm đầy ngàn có kỳ sung ai đi tìm yếm đi à. Nào là bạch bộ xuân trang quyền cài đặt lục các nước nghi suối rừng tiền quang có khúc nhạc vang lừng trần gian có biên lên mạnh xuống ba hàng xinh ba mươi sáu đồng chính ngàn quyền cai các lúc giữa ba quyền cai trong tam phủ ba vua ba đồng một tay ba sáng rộng nghĩ vào tôn đi thần đi yên tùy ba biến hóa pháp bầu dâng hương lên mẫu cơ tòa phủ đô chỉ chứng minh về đồng tiền cúc vật nhà dâng lên tử kỳ xuống thiên sinh là